Ok, hello anh em, chào mừng tất cả anh em quay trở lại với channel mình. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với khẩu QBZ97, một súng xanh mới các bạn. Hôm nay thì sẽ được anh em cày ở trong cái mùa danh sắp tới, mùa danh S2. Rồi, đại loại thì cái khẩu này theo như mình thấy trải nghiệm qua một vài trận đấu đội thì bắn cũng khá ổn. Đam vào đầu nếu mà full giáp cùng với full máu thì nó khoảng 96 hoặc 97, nếu phạm vi gần thì là 99, không thể nào một phát đoàn hit hết được anh em ạ. Nếu mà một phát đoàn hit chắc chỉ có AK thôi. Khẩu này thì nó có na ná cái khẩu MK47 về skin, còn về bắn thì khỏi nói gì các bạn, sấy khá ngon. Nhưng mà táp thì đến tầm khoảng viên thứ 4, thứ 5 là giật vãi cút, không đỡ nổi. Tầm nó nhằng, không biết nó hiểu ai hiểu ma có này, không hiểu kiểu gì. Nhưng mà bây giờ là nhắm quả bom lửa là con mặt ạ, không hiểu súng ống kiểu gì giờ update ra là rồi cho xin cái sọ, không hiểu kiểu gì súng ống giờ update ra là bắn tâm nó cứ bị nhằng. Nếu mà anh em táp, không biết những khẩu súng khác có bị không, nhưng mà từ cái khẩu nào ta, từ cái khẩu QBZ cái gì 09 hay cái khẩu bao nhiêu mà đợt trước nó cho test mấy ngày đấy. Mình không nhớ rõ khẩu đây là 191 hay cái gì đấy. Sấy rất ngon nhưng mà táp thì tâm nó cứ nhằng đi đâu ạ. Rồi, 3v2. Mình tính cho. Biết nó có giúp hồi sinh ta. Khả năng là bom B đấy. Rồi. Hầm B hả? Cho xin thằng coi. Khả năng cao là thằng này chạy A hoặc chạy B là bom rồi. Còn có mười mấy giây thôi. Nó không đặt bom thì nó thua thôi. Nó bên thủ mà. À nó bên công mà. Rồi bom B sẽ rồi. Cho xin thằng này coi, cho xin thằng này coi. Ấy à, bắn 81 luôn. Ghê ghê. Khá đấy. Từ từ bình tĩnh. Không sai không có bỏ sai luôn nữa hả? Thằng này liều vậy. Ủa này xong tao rồi. Gỡ fake cho nó vào để thịt nó này, kiếm thêm kill nữa. Vào bạn đây. Vào đi bạn ơi, vào đi bạn ơi, mình xin nhá. Ngon ngay, thằng kia còn không tên luôn cả. Ái da, khá quá nhỉ. Nhiệt tao 52 kill. Khẩu này cũng có chức năng khoe súng anh em ơi. Có khoe súng QBZ97 headshot. Nói chung là cái dòng headshot thì headshot tất nhiên là headshot này không phải là headshot xịn hẳn. Headshot phà kè thôi. Headshot xịn hẳn chỉ là double gun thôi, headshot cơ. Rồi, 5-4 luôn. Mấy thằng này đẩy luôn. Trong đầu mùa thì nó cũng khá là dễ chơi thôi, không có gì phải khó khăn cả. Cứ bình tĩnh là chúng ta sẽ có kill thôi. Khẩu này theo mình thấy sấy khá là ngon nha. Táp thì tâm nó giật giật, nó nhằng nhằng, khó chơi vãi. Đó, táp mấy bên đầu thì ok, mấy bên sau thì cũng ôi dồi ôi luôn. Dưới này có này. À, thằng này bắn. Bắn cái gì đây, bắn cái gì đây, bắn cái gì đây. 5v1, ngon luôn. Cái này thì lại win được cái gì nữa. Rồi xin có ai không? Có ai không? Có ai không? Úi dồi ôi, cái gì đây? Để nó bắn lưỡi búa thế. Rồi nó làm hai luôn. Ôi dồi ôi, dồi. What the fuck? Cái gì đây? Eo ôi, mẹ để cái thằng lưỡi búa nó cân 4 nè. What the fuck? Is this shit? Cái gì vậy trời? Hảo ngồi. Đâu hiểu mấy thằng này bắn cái gì đây? Con hỏi chấm. Mẹ. Tham kêu lao cho nó đẩy vào, nó cầm mẹ lưỡi bố nó đổi sang thục, nó thục cho để con hỏi chấm. Bên kia có thằng lưỡi bố nó gánh kinh quá nhở. Được nha mày, giờ nó mà thịt mình nữa là clear luôn. Mong là nó không thịt được mình. Không biết nó bom A hay bom B đây. Giờ chắc chắn là nó một trong hai rồi. Nó đợi đợi bom thôi. Mình cũng biết đỡ đi qua nhưng cũng chẳng đến đâu anh em ạ. Hay nó vẫn ở cuối B nhỉ nó nhỉ? Nghỉ lắm mẹ. Khả năng thằng này bị yếu rồi. B á hả? Rồi bom mẹ rồi, bom A nha. Ôi trời ơi, khó. Bom B thì chắc chắn là núp sai, nhưng mà bom A thì đéo biết là núp chỗ nào, có thể là nhà A, có thể là hẻm A, và cũng có thể là trong sai. Gỡ fake cho nó ra. Rồi đây không có đây.
Thế là giờ chỉ còn nhà A hoặc hẻm A thôi. Chắc chắn là hẻm A các mẹ. Ra đây. Đéo thấy gì luôn. Mẹ nó đâu rồi? Ôi alo. Ôi giời ơi. Mẹ nó clear anh em ơi. Chó chết thật. Mẹ nó. Đầu mùa đéo cấm được anh em ạ. Cho nên mẹ đứa bố lấy bủ. Các bố bắn mẹ. Chu du chu sủng các bố bắn tuê lê à. Nó làm gì được anh em ạ. Cái danh này thì mình cũng chả quan trọng đâu. Nó hơi cú cái là mẹ nó bắn mấy khẩu mẹ. Hơi khắm. Rồi cái bình tĩnh cơ. Nè nó được cái quả cân nằm phất lên sướng quá nhở. Hay là hay là cuối A có này, trừ 26 sấm ốc sao làm sao nào. Thỏa đây thỏa đây thỏa ai à hồi sinh con luôn. 21 rồi 21 tiếp đang đều phết nhở. Ai ra cộng một hỗ trợ rồi bên trái có một trái 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 đậu điệu 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 đi đâu của bạn đi đâu của bạn. Rồi, nhà ma có một. Từ bắt thằng nhà ma trước. Không biết nhà B có không nhỉ? Bắt thằng nhà ma trước. Ê, ôi, ôi, mẹ là cái thằng nhà B nó đã bỏ ra nó mới đều chứ. Cho mặt. Rồi, xong rồi đấy, xong rồi đấy. Cái thế nhỏ, mẹ nó. Thằng Lan, thằng kia không ba chết rồi. Bắt thằng kia chỉ 44 nữa. Mẹ nó. Cày thế nhỏ, định điên móc thằng hiểm A mà ai dè thằng hiểm B, à thằng cuối B nó ra nó thục vào đít luôn, mẹ nó. Thế chịu rồi. Còn em số bốc này chắc chắn nó bom A đấy. Trời ơi, bán 81 mà cũng lòm giòm lắm anh em ạ. Bọn này, kiểu này bắn tụt quần rồi. Đâu mua mà có vẻ căng thẳng quá nhỉ. Bom A rồi. Liệu thằng này nó có làm được không chứ? Nhưng mình nhìn nước dưa thằng này chặn khó lắm anh em ạ, khó lắm mẹ. Má. Rồi, vào nhà A luôn. Liệu có làm được cái trò trống gì hay không? Chúng ta hãy cùng cho xem. Trong say ấy, say. Rồi, tốt. Có thắng thôi. Nhà A, chắc chắn nhà A mẹ luôn. Lỗ, ôi giời ơi, lỗ, trời ơi, là trời ơi. Mẹ cái thằng 81 này cay, à cái thằng lữ bố này cay thế nhỏ, mẹ nó. Đâu được rồi, có khả năng kéo phải thủ lại anh em ạ. Hỏng, toàn. Mẹ nó. Nó cứ rình mò mà mấy cái bố này cứ lao lên thôi, khổ. Rồi, lại biềng mồi cho con thằng. Mai con lại yếu rồi mình cũng xin luôn. Mình phải quyết tâm thủ dâm lại, mình giật lại được cái A của cái thằng khốn nạn lữ bố mới được. Không thể để như thế này được anh em ạ. Chó chết thật. Map này nó cũng khá là hẹp cho nên là map lúc nào đi hẻm thì nó là đổi sang shotgun nó bắn thì đúng ỉa ra quần luôn. Khẩu lữ bố nó mạnh lắm anh em ạ, đổi sang shotgun nó mạnh lắm. Đấy nó lại liếm được thêm kill nữa rồi đấy. Cái này thì sao mà giật A được của nó nhỉ? Rồi. Ôi giời. Mẹ. Quý A 2 thằng luôn hả? Ôi giời 3 thằng luôn hả? 3 thằng yêu luôn đi thôi. 3 thằng yêu luôn. Chơi bẹo đi. Nào, chơi đi. Rồi, hẻm A có luôn. Đi bắt luôn. Đi đâu? Sao? Rồi, hẻm A còn nữa luôn. Cái gì đây? Mày định làm gì? Thay nạn đúng không? Con chó này chuyên ra rình mò cay thế nhỏ. AK đéo bắn đâu, nó cứ thục nó cứ chuyển sang thục nó bắn cơ. Rát lắm anh em ạ. Cái gì chứ AK lữ bố nó chuyển sang thục map hẹp nó bắn rát vãi đái luôn. Ôi hiệp này là mình gặp 4 anh em ạ. Đấy, phục thù ngay. Khốn nạn trận đầu à, trận 2 đó nó làm quả cân 5 không ngờ luôn mẹ. Một phép 5 nó thục cho phát chết 4 thằng vãi cả cứt mà các bố còn đeo bắn yếu cơ. Quả nó ở hiểm ma à, nó trên nhà A nó bắn mình đâu, cảm giác là máu còn xanh lét cơ. Cho dù mình chưa bắn được nó dính máu nào đâu. Ô kìa, có thằng đẩy sao anh ơi, có thằng đẩy của mẹ rồi. Chết chưa rồi, đổi mạng không sao hết. Nhặt cái bom lại.
nè, đồ hoang dã tí tiếp anh em. Nói chung là theo đánh giá của mình thì một khẩu súng rank anh em cày cuối mùa thì cũng sẽ có free thôi, khá là làm ngon. Nếu mà là free thì là khá là ngon, anh em nên sở hữu nha. Kit mắc này nó không được đẹp lắm, màu mè nó không được đặc sắc lắm, nhưng mà bắn cũng được anh em ạ. Táp thì hơi giật nhưng mà sấy thì ok. Đấy. Rồi trong xe có lô. Trời con mẹ mày đây, thằng chó này. Chó đẻ này. Hồi sinh có nha. Giờ tớ 2-3 cứ bình tĩnh, hết sức bình tĩnh. Rồi, nó chạy ra mid. À chạy ngược lại, chạy ngược lại thì mày đi rồi. Bê đi ngồi, bê đi. Đang có bom đã, tính tiếp. Giật ở A bạc anh em ơi. Không biết là có giật ở A vàng của nó hay không. Cố gắng thôi, biết sao rồi. À đây cho bạn. Ôi chín ôi chui. Sao lại thay đạn? Ôi chết to, nó liếm mất. Ê thằng này. Ây hổ mày quá anh ơi. Loại cầm xẻng nó đập anh em ạ. Vẫn liếm được. Đấy, ai hiệp làm 4 cái. Ây vàng chóe này. Mẹ thằng nhóc. Nó cũng 12 anh em ạ. Mình cũng 12. Mình chết ít hơn. À, 3-2 ngày. Trận này gánh Phật cút. Mấy thằng đồng đội đã ngu để còn nhây nữa cơ. Đã ngu là gà, đã gà là con nhây nữa cơ thì vẽ thứ gì chịu nổi anh em. Đã hiểu kiểu gì. Đã gà là con nhây nữa cơ. Có thằng để biết sao này. Chết rồi hả. Thằng để biết. Ôi xây như thế mà dính được 2 viên á. Chết rồi. Bắn quả ấy chớ quá anh em ạ. Bắn quả ấy dở quá. Ở móc mít. Ôi bắn. Mẹ mà bốn chan mày sấy này chết rồi. Móc nhà. Ôi trời ơi. Xong rồi đấy. Mít có. Đó trước mặt. Phang nó. Rồi chết rồi đấy. Thấy mất máu là thấy cút rồi anh em ạ. Mẹ nó kìa. Quả chết hơi ngu người anh em ạ. Mẹ. Rõ ràng biết nó ở đấy rồi bắn trước mà cuối cùng đạn này đâu ấy. Quả sấy hơi chớ. Sấy hơi rảnh dở người. Nhóm của bom chống đẩy này. Mong là nó hay để biết lắm nên là cứ chống đẩy. Đừng có tiếc của bom anh các bạn. Tiếc của bom là ăn lần đấy. Rồi. Chúng mày bắn nhau chán chưa. Chúng mày bắn nhau chán chưa. Ma có nhá. Ê à, đẩy đây. Ô cái gì đây. Cái gì đây. Bom. Thì rồi làm 2 ngày. Ôi sao 4-2. Hiệp này mà không thắng thì còn hiệp nào thắng nữa. Bê chết cả. Ngon rồi. Nguyên trong tầm tay. Từ nha. Rồi bê rồi. Ái già. Đừng để nó làm 3 anh ơi. Rồi nó làm. À con lợn. Con lợn là lữ bố anh em ạ. Chết chà. Chết rồi 40 ngày. Con chó này. Ghim nó anh em ạ. Con chó này chuyên gia rình mò nhá. Đã bắn súng ngon rồi chuyên gia rình mò. Cay thật. Nó bắn lữ bố nó chuyển sang thục cho chuyên gia rình mò. Map thì map hẹp. Thứ gì chịu nổi. Đồng đội thì ngu. Ừ. Rồi cố gắng chốt hiệp này cho xong đi ngu. Biết này. Ôi trời ơi đi đâu bạn. Quái không bị mình bắn chết thì của bom cũng nổ chết thôi. 4 đều rồi. Cần rồi. Bê đi. Bê đi canh dài ôi. Queen nào, chốt nào, 17, à 16 kill rồi, ngon rồi. Rồi ôi, bê chết. 3-4, không sao hết. 2-4, không sao hết. Mẹ nó còn cái thằng lữ bố à. Ôi giời, ôi để nó cân kìa. Thế ơi, kiểu gì, mẹ thằng con chó này chuyên gia bắn mẹ lữ bố. Mẹ nó vỡ sọ luôn kìa. Chuyên gia cầm lưu bố xong rồi chuyển sang shotgun anh em ạ. Cày thật. Chung kết mẹ rồi. Tưởng là win nhưng mà đéo win được anh em ạ. Đồng đội báo quá. Bắn như cái loằn ấy. Rồi từ từ bình tĩnh. Hiệp này là hiệp chốt hạ nha. Được ngã, ăn cả ngã là ăn loằn. Chơi chi đồng đội đang ngửa chém thằng mà. Khó thế, anh em smoke này khả năng là móc mít hầm bê đấy. Mẹ, thôi mình canh đi, chúng nó không canh thì mình canh đi.
không là ăn cướp đấy nha bạn. 4,5. Bọn này đẩy phút hiểm ma hả? Thôi thì cũng được. Rồi có nha, hầm B có nha, trước mặt này. Vào đây, vào đây, vào đây. Vào đây, vào đây, nào. Bom rồi, cái gì nó phải ra. Mày, mày, ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Con mẹ nó. Nó đang ra, nó cầm dao, nó chém luôn. Trời ơi. 3 vết 4 cố lên cài coi. Sai lầm con mẹ rồi. 3 vết 3 hay quá anh ơi. 2 vết 3 tôi ăn lồn rồi. Đi con mẹ nó. Đéo ngờ quả ấy, nó liều ăn nhiều anh em ạ. Mẹ vãi cứt thật. Hơi ngu là đứng trước cái cửa mẹ. Nó cầm quắm nó tiện nó phạt luôn mẹ. Cái quả quan trọng nhất thì là cái quả ngu nhất. Trời ơi. Đau quá anh em ạ.